Ok và hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series Attack on Titan của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại và tiếp tục cuộc hành trình. Lần trước thì chúng ta đã khám phá được ra con Titan nữ và Rainer đã chém đứt tay con Titan nữ. Chúng ta đã khám phá được khá là nhiều, biết được con Titan nữ như nào, nhưng mà chúng ta cũng không biết là ai đã hóa lên. Thế nên là bây giờ chắc là mình sẽ phải đi kiểm tra thôi. Nào, let's move. Tác phong nào, tác phong chiến binh, ok, skip luôn, tác phong chiến binh là phải thế. Oh. Action, I'm glad you okay. Tôi mong là cậu không sao. Cậu có tìm thấy, cậu có nhìn thấy cái đội squad của Levi không? Mày trêu tao à? Con này đầu tiên nào. Con này là con đầu tiên mình chém. Con thứ hai đâu ta? Alfred rồi. Đây rồi. Chạy đâu chim sâu? Chim sâu này 6.000 máu. Nào ra chỗ Oh shit. Lên nào man. Let's go baby. Okay, man. Oh, con này ngồi im này. Chúng ta có thể ra hiếp dâm nó được không? Ngồi im mà con. Ngồi im mà con. Ngồi im mà con. Ngồi im cũng chết thôi. Đâu nữa? Con ngựa đâu rồi? Có một con đang nằm. Vâng. Đang nằm à? Đang nằm cũng chết. Nằm mà nằm luôn đi con. Ngựa đâu rồi? Let's go baby. Jump. Jump. À hi hi. Thằng nào đây? Thằng nào đây? Đi đâu anh em ơi? Đi tiếp à? Rồi. Có signal nữa rồi đây. Lên nào anh em. Ok. Ủa, con này bò ghê thế. Mình phải xử lý thằng khác trước rồi. Nó lại nhìn mình rồi, tiên sứ nha mày. Hai nghìn máu vãi cứt. Thằng già này. Thằng già. Già mà đồ đố đồ con, mặc quần áo vào. Có một con nữa. Có một con nữa. Đây rồi. Đây rồi. Có con nữa kìa. What the fuck. Này đâu ra đây? Con này ở đâu ra đây? Con này ở đâu ra đây? Đâu ra đây? Thằng béo.
Thằng béo. Thằng béo. Mày mập à mày. Lại tín hiệu rồi, lại signal rồi. Signal kia của Sha Sha thì phải. Thằng cao cao đầu tiên. Mày là thằng đầu tiên tao chém đấy. Úi giời ơi. Ngon quá. Quay mông ra đây à con. Quay mông ra đây à con. Quay mông ra đây à con. Ok ngon chim. Tiếp tục ra base kia nào. Kìa rồi. Kìa rồi. Ồ chỗ này chưa xong à. Ôi lại chỗ mới thì phải. Thư cho mày. Ok. Mình sẽ update cái này. Piu. Ngu này. Ngu này. Ưa. Đi rồi. Wow. Mẹ gì vậy. Ờ. Ờ. Chỗ khói vẫn đấy kìa. Mày giết bạn tao à? Mày làm trò gì đây? Làm trò gì đây? Hây hây. Nó bảo là tôi xin lỗi bạn vì tôi cần. Tôi thật là yếu kém khi cần sự giúp đỡ của mấy con ai. Nó build cái gì đấy? Build cái bay gì đấy? Thằng béo này. Thằng béo. Thằng béo kìa. Không chết kìa. Ngu rồi con. Lão. Đứt kiếm rồi. Hay quá, chỗ làng này thì có ấy rồi. Chỗ làng này thì có. Có động, có chỗ bám động cơ phản lực. Động cơ phản lực. Ok định mệnh. Lợn này, ai cho mày đứng lên cao thế hả? Lên cao con. Lên cao con. Trèo cao ngã đầu đấy con ơi. Chỗ em chỉ có ai? Eren này, Levi, Gunter, Oran. Con này mày nhìn tao á? Mày tuổi gì mày được nhìn tao? Mày biết nhìn đàn bà phụ nữ là một cái gì đó. Thằng béo này. Thằng béo là ơ tìm đâu hết rồi. Tìm đâu hết rồi nhỉ. Thế để một mình tiêu diệt Titan thế này. Có lợn này nữa. Nó di chuyển
mẹ ơi, cái di chuyển nhỉ? Di chuyển hộ nó đấy. Trong rừng rồi. Ok ok ok. Mikasa, Mikasa, cái đội Mikasa bị bắt, đội Mikasa bị nguy hiểm rồi. Cái định mệnh mấy con Titan này. Trông mông này. Rồi, đội này đang phi vào đây. Chúng ta đang truy tìm tung tích, tung tích của con nữ Titan. Đi theo những bước chân của nó. Ôi, quả súng kìa. Chuẩn bị nào. Anh em có mục tiêu trong rừng cơ. Mọi người nhanh nào. Mình lại phải thay băng vệ sinh rồi. Đó. Mình hết sạch cái rồi, trận này không được build bay, thế là mình hết tài nguyên rồi. Đây, build tài nguyên được này. Ông trật tự đi để tôi build cái tài nguyên cái ông ơi. Đâu thằng nào chơi mày? Con đầu tiên đúng không? Mày là con. Lao lên đây. Con thứ hai đâu? Chỗ trong rừng cây này thì là lãnh địa của bọn mình rồi. Ok, fine. Con đầu tiên. Con đầu tiên này. Bắn Mikasa này. Bắn Mikasa này. Bắn Mikasa này. Mày là con. Mày nhìn tao bằng mắt gì đây? Mày nhìn tao bằng mắt gì đây? Thiên sư mày, con kia nó bắt đám Mikasa đúng không? Điếp mày hơi to đấy. Đừng có chồng điếp vào mặt đối thủ như thế. Nghe chưa? Nghe chưa? Ốc chó. Mình chơi được 30 thằng rồi mày. Anh em đâu? Giờ đây nào. Đừng lo, tôi đã tiêu diệt hết. Nào vào đây. Thằng béo. Chưa nhìn thấy mình, chưa nhìn thấy mình. Nó chưa nhìn thấy mình. Thế mình vào giết nó thôi. Còn nữ Titan xuất hiện rồi. Ê lên. Tìm bọn tôi. Nó lên rồi. Thôi bỏ mẹ. Úi giời, úi giời, úi giời, úi giời, úi giời, úi giời, chạy, úi giời, chạy. Bảo vệ gáy luôn mà. Nào. Làm cuộc gọi đi, nhanh lên. Úi giời ơi, khổ thân chưa. Thôi rồi. Bắt nào. Bây giờ khoảnh khắc bạn nhận ra bạn ấy bị bắt. Bắn nó. Bị bắt rồi. Úi dồi. Wow. Vãi lều. Hơi đau đấy. Quả này hơi thốn nè. とは一旦別行動。適切な距離で。
あの巨人から栄霊を隠せ。今、さか、あの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞ。バーン、分かったか。 Let's go. Mình đã xong rồi. Ok, thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới và đăng ký kênh cho mình nhá. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.